Anh ơi, nắng quá em không đi nữa đâu. Ráng đi, còn chút nữa tới rồi. Anh ơi, em khát nước quá à. Trời ơi, đi làm chi cho nắng thôi, cực khổ. Tôi nói với anh chị rồi, bây giờ trả tôi thêm chút đỉnh nữa tôi chở cho. Lấy giá hữu nghị mà lo vậy. Thì thêm anh thêm nhiều quá sao tụi em đi được anh. Trời ơi, anh chú giận sao, bây giờ trả giá đi, muốn nhiêu? Hồi nãy là chú này nói nhiêu nè? 500. 500. Trời ơi, ở dưới quê mà 500 gì, bớt chút đỉnh đi chú Con ơi. muốn bớt nhiêu? Bớt chút đỉnh đi tụi con ủng hộ. Rồi bớt nhiêu? Năm năm chục được không? 50. 50 được á. Ok, 50. Vậy vậy 50. Bớt 50 rồi còn 450 đó ba. Ủa vậy hả? Thôi cũng được á. Không 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 anh ơi, vợ em nói á là bớt 450 đi 50 á. Trời trời, cái gì mà 50? 50 cũng đủ hai tô uống cà phê nữa. Thôi giờ nè, thấy hai chú cực khổ trời nắng rồi, giờ nãy 50, giờ 50 nữa 100 được không? 100 hả? Thôi thôi, tôi thấy không được rồi, cái kèo này chua quá à. Thêm 50 thêm làm gì, đi đi bộ đi. Cho đi bộ đi, nắng nôi kệ, ráng chịu. Trời ơi, lao chắc sắp tới rồi đó, thôi kệ, kiểu thời gian cái chuyện cực chút xíu đi. Ủa chú, mà sao chú không đi? Nó đi rồi mình tôi chở luôn bốn người được không? Bốn người vậy rồi sao chú chở? Có gì đâu, giờ tôi chở hai cha con đi về trước, sao tôi quay lại tôi rước hai cha con kia? Vậy chú, người ta là vợ chồng sắp cưới mà vợ chồng sắp cưới. Tôi không biết thì xin lỗi nha, em mà nói nghe nè, hai ông anh á công nhận cũng phúc đức lắm á, nhìn già chát vậy mà có hai ông vợ như hai đứa con. Ủa gì hả, gì hả? Dạ, chơi gì chơi kỳ hả, chơi lật kèo sao nó nói đi về ở lại rước khách làm sao? Mày bình tĩnh đi, mày một thân một mình trai trẻ mày tự lo được, còn tao giờ vợ con đùm đùm đề đề, tao kiếm được gì tao kiếm chứ. Ủa vậy ông phải nói sớm, thôi tôi thấy gì không có được, giờ chia đi, chia đi. Ờ, coi như là hai mẹ con này nè, là ông chở đó, rồi còn hai mẹ con này tôi chở đó, vậy đi. Cái gì cha nội, vợ chồng sắp cưới thì tại gì mẹ con ở đây nói chuyện có duyên ghê vậy? Ủa, vậy? Ủa vợ chồng hả? Ôi công nhận nghe, hai bà chị có phước nghe, tao nói mặt già chát mà lấy hai ông chồng nhỏ như con nè. Ê, tính ra là ông vô duyên không mày. Ủa vậy? Nhưng mà không sao, vô duyên mà chạy xe ôm có tâm là được rồi. Lên đi, đi đẩy đi. Ủa nói luôn chú. Bảo hiểm cái gì, tổng ba mà còn đòi nón biết cái gì nữa, thôi lên đại. Nguy hiểm đó chú ơi. Cái xứ này tôi lo hết nha, tôi bao hết. Không có yên tâm đi, tôi đâu. Tôi nói cho mấy anh chị nghe nè, tôi ở đây là tôi quen chủ tịch với bí thư được không à, tôi chở là yên tâm nha. Lên. Nhưng mà sao thấy không an toàn á anh ơi. Trời ơi, yên tâm đi, tôi bao hết, đi. Không có thao đâu, lên đi, yên tâm. Tôi bao cho. Nhớ bao đó nha. Ừ, lên chú đi anh. Để đi ông anh. Nói chuyện nhớ nhã cục kẹo ra nha. Nè, chở đàng hoàng đó nha. Rồi lên gái ơi, không sao, tôi chở là yên tâm. Đó là bao đường đó. Rồi, chờ chưa? Chờ nha. Ủa, nghe nói quen bí thư chủ tịch, xin không được sao cũng bị bắt vậy? Tôi quen bí thư chủ tịch chứ tôi đâu có quen công an với dân phòng đâu. Dạ, em xin thành tâm hối cải. Ủa mà mấy anh chị đi chơi chừng nào về? Dạ, ngày mai tụi con về lại Sài Gòn á chú. À vậy hả? Nè, nhớ đừng có kêu xe khác nha. Để tôi chở luôn cho. Trời ơi, giờ chú bị bắt rồi, sao chở được? Trời ơi, tôi mượn xe có gì đâu. Rồi chở Tống Ba nữa hả vậy? Không có sao hết đó tụi bao. Hồi trước á, mới có quen bí thư chủ tịch thôi. Bữa nay quen luôn công an văn phòng rồi, bao hết. Nhưng mà nhớ chốt 100 nha, chốt giá 100 nha. Rồi, chốt giá 100 có không? Đi, cảm ơn chú, đi. Chúc sức khỏe. Mà anh có chắc đường này không? Chắc đúng rồi, đường này là còn qua cái thôn nữa tới Nhàn Vĩnh rồi. Xa quá à. Đường về thôn em duyên dáng, bên ven sông con thuyền xuôi mãi. Nhịp cầu băng qua men lối đi, quanh con ngó qua nỗi dài. Nhà em tuổi sớm ghép đôi mái, chanh nâu trăng cài trước sau. Có
có tâm mến thương dâu, có trầu dẫn dương cao, nhà đào tơ thơm ngang ngang hương trên bàn đầu. Đường về thôn anh con sáo rô êm êm trên đồng sắn lúa, nhịp cầu băng qua đưa lối sân rêu xưa thăm qua bốn mùa. Nhà anh mãi là tháng năm vẫn chưa nghe duyên tròn ước mơ, có dàn mướp xanh lơ, có hồ cá nên thơ, mà lòng quê dân hát hát bao câu mong. Hồi mùa lên tiếng ca gộp tay cần lao, ôi hai thôn giao đầu nhịp cầu tre bướm chung vui em dường bao, tình ta lên men rồi còn chỉ ngăn cách lòng mà chưa trao giấc mơ sừng cùng nhau. Chài dâng lên trắng màu bà con đang mong cầu rằng đôi ta sớm nên duyên ban đầu. Đường về hai thôn mai muốn đôi viên ương qua cầu soi bóng, nhủ thầm sông ơi gương nước chưa phôi pha ta còn vui hoài, trời Huế bát ngát sẽ trông thấy tương lai qua tình lửa đôi. Lúa đồng mãi xanh tươi, mướp cà thắm nơi nơi, và dành môi trai gái góp câu ca yêu đời. Đường về thôn anh con sáo rô êm êm trên đồng sắn lúa, nhịp cầu băng qua đưa lối sân rêu xưa thăm qua bốn mùa. Nhà anh mãi là tháng năm vẫn chưa nghe duyên tròn ước mơ, có vàng mướp xanh lơ, có hồ cá nên thơ, mà lòng quê dân hát hát bao câu mong chờ. Mỗi đêm trăng thanh ngà, hồi mùa lên tiếng ca gước tay cần lao. Ôi hai thôn giao đầu, nhịp cầu tre bước chung vui em dường còn chi ngăn cách lòng mà chưa trao giấc mơ xuân cùng nhau. Và dâng lên trắng màu bà con đang mong cầu rằng đôi ta sớm nên duyên ban đầu. Đường về hai thôn mai muốn đôi viên ương qua cầu soi bóng, nhủ thầm sông ơi gương nước chưa phôi pha hoài. Trời Huế bát ngát sẽ trông thấy tương lai qua tình lứa đôi. Lúa đồng mãi xanh tươi, mướp cà thắm nơi nơi, và dành môi trai gái góp câu ca yêu đời. Trời Huế bát ngát sẽ trông thấy tương lai qua tình lứa đôi. Lúa đồng mãi xanh tươi, mướp cà thắm nơi nơi, và dành môi trai gái góp câu ca yêu. Trời Huế bát ngát sẽ trông thấy tương lai qua tình lứa đôi. Lúa đồng mãi xanh tươi, mướp cà thắm nơi nơi, và dành môi trai gái góp câu ca yêu.
nó luôn. Thôi anh mệt quá em ơi. Em mệt không? Mệt. Làm gì vậy? Sống đi nữa. Chết mồ vợ ơi. Lộn đường rồi. Trời ơi. Đi nửa ngày trời rồi giờ la lộn đường. Biết đâu lúc giờ đi lâu quá vậy giờ đường xá nó làm đường nào như đường nấy làm sao anh biết được. Có vậy cũng không nhớ nữa. Giờ tìm thôi chứ giờ biết sao giờ. Rồi giờ sao? Thôi anh chị bớt gây lại đi. Để mình tìm người mình hỏi thăm. Nhưng mà giờ hỏi ai giờ? Kìa 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 kìa. Em thấy bên kia có một nhóm người đang bằng cỏ ở bển kìa. Qua đó hỏi đi. Chứ giờ nắng nôi quá trời quá đất rồi mà đi lộn đường nữa. Đi đi. Thôi. Mình qua mình hỏi thôi, đi. Mình đi. Trời ơi mà không biết là đúng đường không hay là đi lợi nữa thì trời. Tại ông này nè. Ông quên đường nè. Chắc là đúng đường rồi đó em. Sáng giờ không ăn miếng cơm là hết đó. Nó bụng muốn chết luôn vậy. Rồi toàn là quắc không. Má, nó ngồi không có đắp giùm cái coi có đổ tay không má, xui không chết à. Từ sáng giờ không có ăn uống được gì đó. Thôi đi các bạn. Toàn là quắc không. Nè, bye bye. Trời ơi. Má ơi, nghĩ gì má. Bóc má bà nội ơi. Tôi vàng không bóc dạ, đâu rồi, tôi bóc. Cái bà này bà nội ơi. Từ sáng giờ thua không á má. Cái má này ăn là chúng ai đó. Trời ơi, tôi quỳ vốn má ơi. Còn 200 ngàn quỳ vốn má. Bà này nè. Bà này ăn với ai. Quỳ vốn nè. Con con này ăn hả? Nghĩ sao hả? Sáng giờ quá. Rồi thôi dặn. Bính bài mà có bốn đứa à, không ai ăn nữa, hai con này ngồi ngoài ăn với má. Hai đứa này ăn nè. Chị. Mày thấy đâu biết à? Trời ơi là trời. Má con ta. Tôi muốn chết ngẹt với mày ăn cái gì vậy? Chị ơi cho em hỏi thăm nhà của con Vĩnh ở thôn 2 ở đâu hả chị? Cái gì mà hỏi thằng nào? Nhà Vĩnh thôn 2. Vĩnh thôn 2 hả? Dạ. Giờ mày quên ra. Quẹo thẳng ra ngoài đầu đường á. Dạ. Mà nó nhà nó còn xa lắm. Nếu như mà không rành thì mày kêu hai ông sơ ở đầu đường ông chở mày đi. Ủa phải à, ông Giang với ông Tướng không chị? Đúng rồi, hai ông đó. Trời ơi, hai ông đó hồi sáng bị công an bắt rồi. Trời ơi, sao vậy? Công an bắt chị. Trời ơi, hồi sáng nè, chở tụi em mà tống ba. Rồi không có giấy tờ gì hết trơn á. Công an hốt đi bắn tiêu rồi. Bởi vì tao nói hai cha nội đó. Chuyên gia tống ba, tống bốn. Đi chùa thì đủ không đi à. Chị em mình đi chùa không? Bánh bài của năm chú tháng. Có công an bắt đâu à. Bởi vậy. Tất cả đứng im. Ủa thằng nào dám kêu tao đứng im vậy? Công an đó chị. Vậy? Công an vậy má ơi. Trời ơi. Chị ơi, Tiền. Chị ơi, chị ơi, bà bài này chị. Chị ơi. Ủa mấy chị đâu hết trơn rồi? Đừng im. Đang chứng dịch chứng rõ ràng. Cái gì đây? Không có cái gì vậy anh? Sao tự nhiên anh bắt em vậy? Tôi không cần nói nhiều, lên xã làm việc. Nhưng mà tụi em hỏi đường. Hỏi đường cái gì mà hỏi đường? Tụi em có làm gì đâu anh? Tang chứng vào này, bài này, tiền này, còn cái nữa chứ hả? Nhưng mà tụi em đi đám cưới. Tại bữa nay về đây hỏi đường đi đám cưới. Đám cưới ai? Đám cưới anh Vĩnh ở thôn 2 á, anh biết không? Đúng rồi anh. Cô không biết, lên thôn 1 làm việc, nhanh. Lên. Alo, nhưng mà anh ơi, làm chuyện xong nhớ cho em biết nhà anh Vĩnh ở đâu nha. Không có nói nhiều, đi lên phòng. Trời ơi. Nhanh lên. Còn hai người này nữa, lên xã luôn. Chuyện gì anh? Cái tội coi bài. Nhanh lên. Nhanh lên đi tụi bé ơi. Vĩnh. Tao nhớ cái đường này vô nhà mày nè. Mà thằng quỷ này nè nó quanh kia nó hỏi bà kia làm chỉ ra ngoài làm công an bắt luôn. Mày nếu mày còn nhắc cái vụ công an bắt tao mới tức hai chồng này nè. Làm như là trẻ lên ba. Tự nhiên vô sòng bài người ta. Công an tới. Người ta chạy hết. Cầm bộ bài. Cầm tiền giống như là ơ tôi đánh bài nè bắt tôi đi. Khùng hết biết thì chứ. Tao có biết gì đâu. Thì tao cũng vì lòng tốt thôi. Muốn giúp người ta thôi. Lòng tốt thì cũng đưa được đi, nhưng mà mình phải đặt đúng chỗ chứ. Mày đặt vô sòng bài tao bắt mày lên xã làm tao sáng giờ tao phải năn nỉ người ta đó, tao phải giải thích cho người ta. Mà cũng may là người ta thông cảm, người ta hiểu, tao thả mày ra chứ thôi cho mày nhốt quá trển, cho mày mũi chích mày chết luôn. Rồi đám cưới anh chuẩn bị tới đâu rồi? Đám cưới hả? Đám cưới đây quê giờ nó cũng như thành phố vậy á, thì chỉ cần mình tới ngày đó mình mặc áo vest mình làm chú rể thôi, còn mọi thứ tao lo hết, dịch vụ tao lo hết. Chỉ cần mình lo mình dọn cái mỏ mình để mình ăn tiệc được rồi. Cũng khỏe. Khỏe không? Khỏe không? Ừ, hiền thì sao? Trời mệt muốn chết luôn á anh. Hả? Đi tìm á hả, nhà anh á đi ăn đám cưới anh á còn hơn đi thỉnh kinh nữa. Hồi sáng á lại vướng 81 kiếp nạn rồi đó. Rồi thêm á vướng thêm á kiếp nạn thứ 82 là biết gì không? Đó.
bị con ăn bắt đó, lên xã đó. Này là hai con báo. Báo. Thôi đi vô ăn đám cưới đi. Này là hai con thủ, báo thủ. Thôi đi vô. Có bụng quá, đi vô ăn gì đi. Mệt lắm rồi đó. Cũng mệt lắm rồi. Quân ơi. Ừ? Để nói Quân nghe nha. Sao? Giờ này tối rồi á, trai đơn gái chiếc ra ngoài này ngồi á, kỳ quá. Có gì đâu mà kỳ. Mấy nhỏ nó về nó thấy mắc cỡ chết luôn á. Chuối này của nhà mình chứ của ai đâu mà gì đâu mà kỳ. Biết bộ chuối của Quân rồi, nhưng mà ngồi trong lùm trời. Có gì đâu kỳ. Bây giờ cái vụ mà đám cưới của thằng Vĩnh với lại con Ngọc á, Đại có lo gì chưa? Lo hết rồi, xong rồi. Vậy hả? Dạ. Trời đất ơi, nghĩ tới đám cưới của hai đứa nó mà Quân cũng nôn quá trời quá đất luôn vậy đó. Vậy hả? Ừ. Rồi vậy sao nữa? Nôn quá à. Quân tính là xong đám cưới của tụi nó đó, rồi Quân sẽ mua hai con bò nuôi để dành đám cưới. Đám cưới cho ai? Trời ơi, em nói Quân nghe nha, thằng Vĩnh này, thằng Út, con trai Út của Quân rồi, nó cưới vợ rồi, đâu còn ai nữa đâu cho Quân cưới. Đám cưới tôi nè. Cưới ai vậy Quân? Trời ơi, không nói cho Đại nghe đâu. Sao vậy, nói cho Đại nghe đi. Lâu lắm rồi. Gần hay xa? Ở xa lắm. Xa lắm hả? Ừ. Xa là ở đâu? Đẹp lắm. Đẹp lắm. Con mà gái tên... đẹp lắm. Mà tên gì? Dễ thương mà còn hát hay nữa. Trời ơi, đẹp dễ thương còn hát hay nữa. Nhưng mà biết tên gì nói cho Đại nghe đi. Để biết, để biết liền à. Biết tên gì không? Tên gì? Tên Đại đó. Ấy mà quỷ. Ôi, hồi nãy nó nói trước gì trơn trời, ai chịu đâu, Đại này trời Đại nọ. Ôi, Đại ơi Đại. Trời ơi, nếu mà Đại mà không chịu á, chắc Quân tự tử quá. Nói Đại mà không chịu chắc Quân chết quá. Thôi, Quân chết nha, Đại cũng vậy đó. Không. Đại mà thiếu Quân này không có Quân, Đại cũng chết. Ừ. Trời ơi. Mình mà nghe Đại với Quân ngồi thả thính đây chắc thôi mình cũng chết quá. Không quỷ. Trời ơi, tôi kia mày đi đâu vậy? Đi rước lên xã rước mấy nó về nè. Tụi nó đâu? Tụi nó đứng đây nè, nó nghe hết nãy giờ nè. Trời đất ơi. Nghe hết rồi con. Chuẩn bị nha, năm nay là đám cưới tao, còn sang năm là đám cưới tía tao á. Vô mày ơi. Vô con ơi, vô vô. Vô chứ thì rước đi. Rồi cơm cơm. Dạ, cơm đi. Dạ, dạ, cơm đi. Dạ, 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 dạ. Ủa anh Vĩnh. Hả? Sao không dẫn vợ anh qua ăn cơm luôn cho vui? Trời ơi, cũng muốn giận lắm mà tại vì bà má vợ bà không cho. Sao gặp được? Sao gặp được? Được khi nào cưới mới được gặp chứ chưa cưới sao gặp được con? Trời ơi, thời giờ nó khác thời xưa rồi má ơi. Thời nào cũng là thời con ơi. Thôi thôi thôi, ăn đi đi. Lại. Em âu cái đằng nha. Âu cái đằng đi. Còn Quân, phải gắp vô Quân. Ui cái đằng nha. Đâu rồi, cái đùi đâu rồi, đây. Đâu. Nha, cái đùi. Trời ơi, cái đùi thông thức luôn. Để mày. Đùi của Đại đưa tao, để tao chứ. Đùi của Đại luôn. Đại thật, mấy giờ Đại ăn thêm cái cắn đi nha. Để em gấp chanh cái giò nha. Đồ giò nữa hả? Tía má hay là tía má y cái dẫn luôn đi. Vậy gấp gấp giùm đi Quân, gấp giùm đi Quân. Cái dẫn mày ăn đi. Tao với Đại ăn thịt gà. Thôi, ăn con đi mày. Con giữ ăn cơm chay đi. Ông xã. Bà xã. Đi đâu dạ? Thì anh đi giăng câu. Anh đi giăng câu hả? Đi giăng câu sao không có cần câu mà cầm hai cái lợp theo chi vậy? Thôi cá bây giờ nó khôn lắm vậy ơi. Vậy hả? Anh nói đi giăng câu chứ anh dùng hai cái lợp này để đánh lừa nó. Ôi anh xã em giỏi quá ta. Sao? Ê. Mà anh đi giăng câu với ai vậy? Thì anh đi với thằng Vĩnh. Với thằng Tài chứ ai? Thôi tôi không tin nha. Thiệt không? Thiệt mà. Tôi không tin lắm nha. Em hỏi anh đêm nay đi đâu? Anh nói rằng anh đi giăng câu. Anh đi giăng câu trên chiếc xuồng câu. Anh có cây xào anh chống ào ào chống ào.
trống xuồng anh đi giăng câu. Cây đu tiêu giao nơi cánh đồng sâu, anh cắm cây sào nghe sóng rì rào gió dạt dào. Vậy đó hen. Trời thanh gió mát ca cắn câu quay đuôi gọi nhau. Nửa đêm giăng câu anh ngước lên có muôn vì sao. Rèm thưa không đủ che nắng mưa dám mơ gì đâu. Xuồng bè tí teo sóng gió lên phải quay về màu nghe không. Tối sáng là anh về liền à. Em hỏi anh dân câu ra sao mà đi hoài vậy. Anh thả mồi anh đem câu dằn. Anh đem câu dằn con cá nào ăn. Con cá ham mồi con cá rồi đời ăn cá rồi đời. Anh nói rằng anh vui sao không. Anh vui sao không như cá về sông. Như sáo sổ lòng, như sáo sổ lòng. Sáo sổ lòng hả? Anh đi nha bà Thác. Ờ, thôi, anh đi. Tuân lệnh bà Thác, anh đi nha. Ông xã à, cái gì đó bà xã? Cho anh đi đi, anh lỡ hứa với anh Vĩnh với anh Tài rồi. Sao bữa nay tôi thấy tôi nghi ngờ lắm nha. Em hỏi anh đêm nay đi đâu. Anh nói rằng anh đi giăng câu. Anh đi giăng câu trên chiếc xuồng câu. Anh có cây sào anh chống ào ào chống ào ào. Em hỏi anh sao đi giăng câu. Lại hỏi nữa. Anh chống xuồng anh đi giăng câu. Cây đu tiêu giao nơi cánh đồng sâu, anh cắm cây sào nghe sóng rì rào gió dạt dào. Vậy đó hen. Trời thanh gió mát ca cắn câu quay đuôi gọi nhau. Nửa đêm giăng câu anh ngước lên có muôn vì sao. Rèm thưa không đủ che nắng mưa dám mơ gì đâu. Xuồng bè tí teo sóng gió lên phải quay về màu nghe không. Tối sáng là anh về liền à. Em hỏi anh dân câu ra sao mà đi hoài vậy. Anh thả mồi anh đem câu dằn. Anh đem câu dằn con cá nào ăn. Con cá ham mồi con cá rồi đời ăn cá rồi đời. Em hỏi anh dân câu vui không. Vui lắm. Anh nói rằng anh vui sao không. Anh vui sao không như cá về sông. Như sáo sổ lòng, như sáo sổ lòng. Sáo sổ lòng hả? Anh vui sao không như cá về sông. Như sáo sổ lòng, sáo sổ lòng, sáo sổ lòng. Anh vui sao không như cá về sông. Như sáo sổ lòng, sáo rồi đời, sáo rồi đời. Thôi tôi quyết định rồi, tôi sợ mất con sáo này lắm. Cho nên là bữa nay á, anh không có đi đâu hết á, ở nhà với tôi. Anh Tài, anh Tài. Anh Tài, anh đi đâu đó? Anh đi cà phê. Cái gì mà cà phê, sớm giờ mấy chập rồi giờ lại cà phê nữa. Anh ghiền cà phê lắm hả? Anh ghiền cà phê. Nè, cà phê nè, uống đi. Uống cà phê là phụ thôi chứ anh uống cà phê là anh đi lo làm ăn công chuyện với chú Tư. Chú Tư nào? Chú Tư hàng xóm bên Vĩnh á. Mới về đây lại quen biết chú Tư rồi. Thôi ở nhà uống cà phê với em đi. Thôi chú Tư kêu qua bển làm ăn chuyện làm ăn đó. Anh đi cà phê sao đồ hôm tối hôm mò về. Sao không ngồi luôn anh về chi mới 2 giờ sáng. Anh vô cà phê anh ngồi coi có hai tờ báo. Anh quên mất rồi đâu hay tới giờ về nhà thăm em. Anh mê cà phê hay là mê mấy cô mặt đậm. Anh mê cà phê ôm người ta mới sai gần chết đó. Anh đi cà phê lo làm ăn với ông hàng xóm. Anh đâu dám nhìn anh đâu có gì mà giờ em ghen. Nói ra làm sao em tin giùm anh chú từ bên nhà cho theo màn ăn. Làm gì ai tin anh đi mà ăn đâu hôm tới giờ. Ai tin lòng anh luôn luôn thì
chung sắc son không phải yêu em mà thôi. Thật lòng yêu em sao đi cà phê. Thì giờ đây anh lo thả môi, anh lo kéo cài về nhà bên em. Sống co thiền anh không ra ngoài khơi cá, không ăn ngồi anh đi cà phê. Về nhà em đây mong anh từng đêm cà phê tốn tiền. Thấy tình lòng anh luôn luôn thì chung sắc son không phải yêu em mà thôi. Thật lòng yêu em sao đi cà phê. Thì giờ đây anh lo thả môi, anh lo kéo cài về nhà bên em. Cho anh đi cà phê đi, mình xả nửa tiếng anh về liền à. Cũng lại nửa tiếng. Hồi nãy xin nửa tiếng về, đi mấy tiếng. Bây giờ cũng xin nửa tiếng nữa là lần sao? Lần này nửa tiếng anh về thiệt. Thôi em không tin đâu. Anh đi mà xả, lần này là anh về thiệt nửa tiếng. Cho nửa tiếng nữa. Anh đi cà phê sao đồ hôm tối âm mò về. Sao không ngồi luôn, anh về chi mới 2 giờ sáng. Anh vô cà phê, anh ngồi coi có 2 tờ báo. Anh quên mất rồi đâu hay tới giờ về nhà thăm em. Cà phê hay là mê mấy cô mặt đầm. Anh mê cà phê ôm người ta mới sai gần chết đó. Anh đi cà phê lo làm ăn với ông hàng xóm. Anh đâu dám nhìn, anh đâu có gì mà giờ em ghen. Nói ra làm sao em tin giùm anh chú từ bên nhà cho theo màn ăn. Làm gì ai tin anh đi mà ăn đâu hôm tới giờ. Thấy tình lòng anh luôn luôn thì chung sắc son không phải yêu em mà thôi. Thật lòng yêu em sao đi cà phê. Thì giờ đây anh lo thả môi, anh lo kéo cài về nhà bên em. Sống to thiền anh không ra ngoài khơi cá, không ăn ngồi anh đi cà phê. Về nhà em đây mong anh từng đêm cà phê tốn tiền. Thấy tình lòng anh luôn luôn thì chung sắc son không phải yêu em mà thôi. Thật lòng yêu em sao đi cà phê. Thì giờ đây anh lo thả môi, anh lo kéo cài về nhà bên em. Anh đi cà phê sao mà sai tối tăm mặt mày. Anh mê cà phê hay là mê trắng xanh vàng tím hả. Anh vô cà phê kêu người ta có ly trà đá. Anh đi kiếm tiền lo xây mái nhà thiệt đẹp cho em. Cho anh đi uống cà phê đi bà xã. Được rồi, đi đi. Nè, mang theo cà phê uống nè. Vô trong đó khỏi kêu người ta đỡ tốn. Vô quán người ta kêu ly cà phê uống được chứ không kêu kỳ lắm. Tôi vô nhà tôi uống hết ly cà phê này mà ông không về ông chết với tôi nghe chưa. Ui da. Ủa sao lâu vậy? Trời ơi, tao đi mà vợ tao nó không cho đi. Không cho đi hả? Ủa sao mày ra đây được? Tao nói đi làm ăn với ông hàng xóm. Mày thôi gì mà mày khôn mày. Mày nó cho đi phải không? Cho đi, cho đi. À dạ. Mừng Toàn đâu? Toàn nãy thấy vợ nó níu kéo đó không biết giờ nó ở đâu không biết. Nó bị bắt lại quá, thôi tao mày đi. Chắc vậy quá, đi, thôi đi. Tao nè, trời đỡ tới á. Đâu mày... Đất đâu trong đó vậy cha? Lùm nhảy ra vậy? Thì... Tao nói tao đi ăn câu. Mà nãy con vợ tao nó nắm níu lại, nó hỏi hoài luôn. Mà nhà mày cũng lạ, tao kiếm 2 cái cần câu mà không có. Nên thôi, tao lấy lại 2 cái lợp luôn. Vậy mà vợ mày cũng tin hả? Trời ơi, nó có biết mấy cái ngư cụ đâu. Trời ơi, mày cũng khôn á. Mày khôn mới chơi với tao được chứ. Ngu đâu chơi tao được đâu, tao khôn mà. Đi. Đi đâu? Thì đi ăn câu chứ đi đâu. Ở bên kia có cái hồ cá. Cá nó bự, nó mập lắm. Nó tươi lắm. Tao dẫn hai đứa mày đi ăn câu chứ. Được. Đi. Đây, đây cá nhiều lắm mày. Trời ơi, có con cá nào không mày? Sao mày rủ tao lại đây ăn cá? Thì tao nhập cá cho khác về. Đợi xíu đi. Oh. Chào anh nha. Hả em? Em chào anh Vĩnh. Này anh Toàn. Dạ. Chào em anh Tài. Dạ anh Hai Tài. Hai bạn thân anh ở Xì Phú mới gì. Dạ anh Toàn anh Tài. Ừ, khỏe hả? Không em không khỏe, yếu. Yếu đúng rồi, thầy quán xá gì mà ế quá, yếu phải rồi. Anh à, giận á. Tỉnh gì? Bữa giờ không ghé quán em, nhớ anh muốn chết vậy. Trời ơi, nhớ không? Nhớ. Nhớ gì nhớ, ghé quán em á, bữa anh dặn là có khách xong rồi lựa cá cho nó tươi cho nó ngon để anh đãi mấy thằng bạn anh, tự nhiên đem mấy thằng cá lau kiến lên, trời ơi nó quải chà đậu chết rồi, xong rồi tụi nó về tụi nó cựu danh thôi.
thôi anh thông cảm đi. Mấy bữa trước á thuyền to sóng lớn, em không có ra khơi em bắt cá được, cho nên em lấy tạm mấy con cá chùi kiến em cúng cho anh. Em phục vụ anh. Hồi bữa nay á, mày có cá gì ngon không? Bữa nay hàng mới. Mới hả? Hàng whip luôn. Cá gì? Dạ em cũng thưa với ba anh là bữa nay á quán em mới về ban cá là hán á. Cá là hán hả? Dạ. Thằng đọc với mày. Ê mày, hả? Tao nghe cá la hán là cá cảnh mà mày sao ăn? Mày đi im đi, mày đừng có phát biểu. Cá la hán hả? Dạ. Vậy cho anh ba con đi. Mà lựa hai con cái đầu bự thiệt bự nha, cho hai này. Dạ. Còn anh cái đầu u nhỏ nhỏ thôi. Dạ. Đi với em nè, u nhẹ vậy được rồi. Trời ơi, vậy mà bữa giờ anh không cụng em cái. Thôi cụng gì đi, đi. Bắt con đi. Vậy thôi, giờ em lên mấy món vũ nữ chân dài cho mấy anh rồi, dặn cái bụng trước ha. Rồi lát em mang ba con cá la hán lên, rồi mấy anh tự chế biến nha. Ừ, em sống rồi ha. Dạ. Đi đi. Em đi nha. Thấy được, ủng hộ nha. Bỏ. Trời ơi, ngại quá. Lộn 20, 500. Này sao mày? Cảm ơn anh nha. Ừ. Dạ, hai anh chờ xíu nha. Đi nha anh Vĩnh. Con bé dễ thương mày. Cương nộ thôi nó tinh tinh. Lên đồ ăn với mày. Vui em mới gặp vui vậy. Vui. Vui không? Vui. Bởi vì ngủ cứ đi không đi. Tao thấy là ngựa đó mày. Đây, đồ ăn tới đây, đồ ăn tới đây. Đồ ăn tới đây nè anh ơi. Đây, một cái anh. Dạ. Dặn nha. Anh mời anh. Ủa? Anh Dính? Dạ. Ủa? Anh nhậu bên quán chịu hai luôn hả? Thì đâu có nhậu đâu, nên có hai bạn về nó kêu vô đây nha, nhậu ủng hộ nên dẫn chứ tôi chưa có ghé quán này lần nào, không biết quán này luôn á. Ủa vậy hả? Làm này hả? Không có. Mai bà ấy đặt đồ ăn bên em làm thì em giao sang đây cho bà, chứ bà có làm bao giờ đâu. Dạ. Vâng. Thì nói nghe nè. Dạ. Tao cho mày 500 ha. Ủa tự nhiên cho 500. Ừ mày lát mày về mày đừng có nói là thấy tao nha. Ồ trời, anh làm như em nắm chuyện đó thôi. Em ra đồ ăn em có bà Mai bà ấy có trả thù lao rồi. Anh cầm đi. Dạ. Dạ, thôi không lấy đâu. Nhớ nha. Thôi không, trời ơi em đâu có nắm chuyện đâu. Thôi anh cứ tiếp bạn anh đi nha. Dạ. Nhớ rồi lại. Dạ rồi nhớ. Ừ. Nhớ. Ừ. Bye bye các anh nha. Bye em. Dễ thương. Dễ thương. Nhắn tin không trả lời, không mắc má gì trời. Em nhắn tin cũng không có trả lời luôn nè. Không biết ông Tổng đi đâu á. Chứ ông Tài nè, ông nói đi mần ăn với ông hàng xóm giờ này không thấy về. Còn ông Toàn á, ông nói là ông đi văn câu. Văn câu không biết văn dính con cá gì mà tới giờ này không về. Mà gọi điện thoại thì cũng mất máy luôn. Đổ chuông nè, không nghe. Nhắn tin không trả lời luôn chị. Chắc đi đâu rồi nè em ơi. 1, 2, 3, vô. Mời anh nè. Mời anh. Anh ở Sài Gòn về hả? Trời ơi, đẹp trai quá vậy. Trời ơi, anh này dễ thương hay quá. Dạ quá, uống mình uống hết đi chứ à, chứ nó sảng khoái chứ dạ. Con gái cũng khỏe ghê trời. Dạ. Con gái tên gì vậy? Dạ, em là La Hán Quả. Tên đẹp quá, mọi người cũng đẹp nữa. Trời ơi, khéo khéo. Dạ, hơi đường đột. Xúc tới cài. Dạ. Em tên gì? Em á hả? Em là La Hán Thủy. La Hán Thủy hả? Còn em? Dạ, em là La Hán Thổ. Anh Thổ hả? Ba con La Hán. Là hai con La Hán này là cái đầu bự. Dạ đúng rồi. Con La Hán này là cái đầu như dừa. Dạ, dừa. Cái đầu nhỏ thôi nhưng mà em có tới hai cái đầu lẫn đó anh. Dạ. Mình móng lại. Dễ thương quá. Bó. Dạ. Bó. Trời ơi, kìa yếu quá. Ủa anh bên kia ba bó kìa. Anh bó đi. Lên bia mấy đứa. Cái gì vậy? Lấy chiếc cá cái bó mình nhìn. Dạ, em cảm ơn anh. Hôm nay em mời anh nè. Em mời hen. Vô nè. Vô. Bó vô anh. Cãi đi anh bò. Em mời anh bó. Vô. Em mời mọi người nha. Chán dữ, nghỉ xỉn rồi. Quá hết rồi. Ngại. Sao anh vô rồi bo đi quên anh. Quên trời ơi bo mà quên chết quá. Ủa sao chú đáo à? Hai trăm vợ
Thôi Ngồi gì sao á, bảo gái bảo quá. Đem cho mình hôi chà. Em cũng hôi nó chạm. Gặp em cái hết mệt à. Trời ơi. Dạ. Cho mấy anh vui em dạ. Thoải mái đi, thoải mái. Dạ, dạ, dạ. Mấy anh sẽ bó về hả? Nửa kìa, người ta bó nửa kìa. Khi người ta bó nửa kìa. Người ta bó nửa kìa. Trời mấy anh rộng rãi quá à. Nè mấy anh rộng rãi thì cứ cho mấy anh xả láng đi nha. Xả láng hả? Xả láng luôn. Xả láng đêm nay với mấy anh luôn á. Bó nữa đi. Xả láng với em luôn. Hôm nay gặp khách sao vậy nha. Cứ lên kia, lên kia. Trời ơi, quá tốn tiền. Không sao, không có tiền nữa nha. Đó, tiền của mấy anh mà đâu phải tiền của tụi em đâu. Kê này gặp em muốn hồi hộp nha, không có gì đâu vui vẻ. Trời ơi, vậy đó hả? Trời ơi, như trai mới lớn nha. Có gì đâu, gì đâu vui vẻ. Trời ơi, quỷ. Cưng ha, vô vô vô. Dạ, vô vô vô. Dạ, dạ, dạ. Một, hai, ba, vô. Thôi nè, em có chồng chưa? Chưa anh ơi, em làm nghề này á, đâu có ai thương. Với lại em làm không đủ nuôi con nữa, đâu có ai thương em đâu. Cái gì? Em có con rồi hả? Trời, có gì đâu bất ngờ anh. Con em hả? Bằng tuổi anh á. Mẹn ơi, hồn gì mà lớn quá vậy? Nhưng mà không có sao. Nhưng mà không có sao. Anh thích. Con em. Dạ, con em hả? Nói thiệt đạo ngay. Hồi năm rồi em cũng có quen một người, cũng tính đám cưới rồi. Nhưng mà em còn phải bắt giữ mấy đứa cháu ngoại em, cho nên em không có cưới. Trời ơi, bà nó có con rồi. Em rồi có cháu ngoại luôn hả? Dạ, em có cháu ngoại, em có 4 đứa lần đó anh. Vậy đi làm cái này đi nuôi cho nhỏ hả? Dạ đúng rồi, chứ bây giờ cỡ em gì đâu có làm gì được tội đâu. Tội nghiệp lắm, anh cực khổ lắm, tội nghiệp lắm. Còn em, dạ. Em đừng nói em có chồng rồi nha. Trời ơi, em làm gì có chồng. Đấy nói không? Có vợ à. À không, giỡn giỡn. Giỡn vui, giỡn vui. Vui. Tính em hay giỡn. Nói nè, giỡn quá. Dạ, 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 không biết nó còn gặp em ai là rộng rãi với mình luôn. Phải chi gặp em sớm á. Vô. Bữa nay mình xả láng cho tới sáng mình về luôn nha. Rộng rãi với mình luôn đi. Dài nè, không sao gì đây. Vô. 2, 3, vô. Chị Ngọc ơi. Ai kiếm, ai vậy? Chị Ngọc. Chị Ngọc ơi. Ủa em. Em tìm chị Ngọc, vợ anh Vĩnh hả? Em đang tìm chị Ngọc. Chị Ngọc vừa mới về bên nhà bên kia kìa. Chị vừa đi về luôn. Em vừa bên nhà bác đại bà kêu sang kiếm ở bên này nè. Chắc là chị đang về đó. Trời ơi, mà em kiếm chị Ngọc làm gì? Không, cái này tin động trời lắm, em không kể cho ai chị nghe được đâu. Nói chị nghe đi, có chuyện gì? Bách Tùng kêu em nhiều chuyện. Chị nói đi, tụi chị có nói với ai đâu. Không được đâu. Thôi nói đi mày chị. Vụ gì? Nói đi. Bây giờ em kể nha. Kể đi. Thôi, vừa nãy em đi giao gà ở bên quán bà Mai á. Gặp ông Dĩnh. Thế là gặp xong thấy ông đang ngồi với lại hai ông bạn giống người thành phố lắm. Mà này còn kinh hơn nè. Ba người mà ngồi 6 cái chén. Trời đất ơi. Chưa hiểu chưa? Là sao? Là có thêm ba cô xinh tươi ngồi cạnh mà tươi mát lắm, tươi hơn hai chị nhiều. Trời ơi, tốt dữ vậy. Cái gì nói ra này nha. Là hai cái ông thành phố đi chung với ông Vĩnh á, là em thấy có một cái ông mà mập mập. Mập mập. Ừ. Mà ổng lùn lùn, mà mớm mớm, đúng không? Có mập lùn lắm. Ông Tài, chồng của chị. Ôi, em sẵn cho chị hỏi luôn. Trong cái nhóm người đó có cái ông nào mà hả, ổng cao cao mà ổng bị hô hô không? Có đủ. Là anh Toàn đó. Là cái ông này. Là chồng chị. Trời ơi, chồng hai chị. Đúng rồi, chồng hai chị đó. Trời ơi, ông Dũng này rủ rê. Đúng không? Đúng chồng hai chị không? Đúng rồi, chính xác. Chắc chắn không? Đúng. Chính xác. Trời ơi, để em kể tiếp chứ không có mà tan cửa nát nhà đó. Thôi, chấn động. Hiền. Hiền, em đi đâu vậy Hiền? Em đi đâu bỏ anh vậy Hiền? Hiền. Hiền, em đi đâu vậy? Tôi đi về thành phố chứ đi đâu. Sao bỏ anh rồi? Thì tôi đi về thành phố để ông ở đây nè, tha hồ mà ông đú đỡn với mấy cô á, trẻ đẹp. Anh đâu có đâu, tại anh Vĩnh nó rủ anh đi chứ anh đâu có đâu. Thôi ai mà tin anh nữa, để tôi đi về cho ông ở đây tha hồ, ông đú đỡn. Thôi đừng bỏ anh mà em. Hiền. Thôi buông ra để tôi đi về thành phố.
Đường đó đi không được đâu em, đi này nè. Tôi giận ông quá, tôi quên đường rồi đó. Em bây giờ tôi về em. Thiệt nè. Em đừng đi mà. Giờ ai mà tin anh nữa. Ngày xưa anh yêu tôi, anh thương tôi. Anh nói thì sao? Anh còn nhớ không? Đừng nói xa nhau cho tâm hồn đau khổ. Đừng nói xa nhau cho mắt lệ hoen mờ. Lời thiên tha qua tâm tư tròn mộng tròn mơ. Giữa tình thân lên môi đưa mây tôi yêu dân chờ. Mình đã đi chung trên con đường giang dở. Mình đã gieo neo nghe chớp bể mưa nguồn. Màu áo xưa em đang cho người nặng hành trang. Có bạc trắng dưới phong sương vẫn còn đậm tình thương. Đời hay nói rằng yêu là chết ở trong lòng mòn ướt. Vì mấy khi yêu mà chẳng được người yêu. Cho rất nhiều nhưng nhận chẳng có bao nhiêu. Người ta phù hoặc thờ ơ chẳng biết. Chỉ có đôi ta không bao giờ ly biệt. Chỉ có đôi ta tha thiết mộng ban đầu. Đừng không cho tương lai mai thuyền ngược về đâu. Với một tiếng tình yêu nhau mối tình đẹp ngàn sao. Bể mưa nguồn màu áo xưa em đang cho người nặng hành trang. Có bạc trắng dưới phong sương vẫn còn đậm tình thương. Đời hay nói rằng yêu là chết ở trong lòng mòn ướt. Cho rất nhiều nhưng nhận chẳng có bao nhiêu. Người ta phù hoặc thờ ơ chẳng biết. Chỉ có đôi ta không bao giờ ly biệt. Chỉ có đôi ta thiết mộng ban đầu. Đừng không cho tương lai mai thuyền ngược về đâu. Với một tiếng tình yêu nhau mối tình đẹp ngàn sao. Đừng không cho tương lai mai thuyền ngược về đâu. Với một tiếng tình yêu nhau mối tình tay ra đi, để tôi đi về. Mình chia tay đi. Hiền, Hiền, Hiền ơi, Hiền. Vợ yêu ơi, vợ yêu đừng có nhảy mà. Anh xin lỗi, anh biết lỗi của anh rồi mà. Em xuống đi. Không, tôi hỏi gì mà vợ. Kỳ này á hả, tôi về Sài Gòn á, tôi chia tay anh luôn, tôi trả quà lại cho anh luôn. Thôi mà,
Hôm qua là anh Vĩnh dụ anh mà anh mới đi chứ anh đâu có muốn đâu. Dụ cái gì mà dụ? Anh mà không muốn đi á hả? Thì ai mà dụ được anh? Thôi em xuống đi. Anh hứa anh sẽ không như vậy nữa. Kỳ này á hả? Là tôi á sẽ thòng hai cái chân xuống đây nè. Xong rồi á tôi lộn ba vòng xuống đây luôn. Cho tôi cắm đầu xuống đi đất. Tôi nghẹt thở luôn. Xong rồi á hai cái lỗ mũi của tôi á nó dính đầy sình luôn. Cho tôi chết luôn đi. Thôi mà anh hứa, anh nói anh không như vậy nữa. Anh xuống đi. Ở đó anh hứa gì với tôi, anh có nhớ không? Anh nhớ mà. Mai khi mới thương nhau anh hay nắm tay dặn dò, cho dù cuộc đời là bề dâu trái ngang. Đã thương nhau mình sắc son một lòng, dẫu khổ thế nào thì tình ta cũng không phai. Khi đó bên nhau ta say biết bao nhiêu mộng vàng, ta hẹn mùa xuân sang mình sẽ cưới nhau. Lá thu bay rồi đến đông gần tan, giấc mộng sắp thành thì bóng ai đổi thay. Tình ơi sao tình gieo nhiều nỗi trái ngang, cho đời lắm mê trẻ. Tình ơi cuộc đời có lần đắng cay thôi, coi như mình đã già. Thôi nhé em ơi, nay ta đã xa lạ rồi, ta chẳng còn chi để mà lưu luyến nhau. Bước chân đi là rước duyên nợ rồi, nếu gặp giữa đường thì cũng xem như chẳng quen. Thôi mà Mai, em bỏ qua đi, em xuống với anh đi mà Mai. Không. Anh yêu em mà Mai, em xuống đi. Khi mới thương nhau anh hay nắm tay dặn dò, cho dù cuộc đời là bề dâu trái ngang. Đã thương nhau mình sắc son một lòng, dẫu khổ thế nào thì tình ta cũng không phai. Khi đó bên nhau ta say biết bao nhiêu mộng vàng, ta hẹn mùa xuân sang mình sẽ cưới nhau. Trái ngang cho đời lắm mê trẻ. Tình ơi cuộc đời có bao lâu, vài lần đắng cay thôi, coi như mình đã già. Thôi nhé em ơi, nay ta đã xa lạ rồi, ta chẳng còn chi để mà lưu luyến nhau. Bước chân đi là rước duyên nợ rồi, nếu gặp giữa đường thì cũng xem như chẳng quên. Bước chân đi là rước duyên nợ rồi, nếu gặp giữa đường thì cũng xem như chẳng quên. Ai? Mày năn nỉ vợ mày được không? Không mày. Vợ dặn về Sài Gòn luôn rồi. Rồi vợ mày đâu? Vợ tao hả? Nó còn ở trên đất cây á. Sao vậy? Thì chịu. Tao ra năn nỉ nó mà nó không chịu. Rồi nó đòi leo lên cây nhảy xuống tự tử. Trời ơi. Cũng tại Vĩnh. Từ Sài Gòn đi xuống đây ăn đám cưới của nó mà giờ làm tình trạng này thôi. Chắc đi về Sài Gòn luôn quá. Tao rồi. Cũng tức lắm á. Tao phải tìm nó, tao xử tội nó mới được. Thôi bỏ đi. Cái thằng thiệt. Thôi chú Quân mới về. Thôi chú Quân mới về. Mày núp hả mày? Ra mày. Nó lì mày, lắm á. Mày tưởng mày nhỏ mày núp sau lưng chú Quân hả? Lì lắm, thôi ra nắm đầu nó lại. Đây.
đúng là người gian ác thường sống thảnh thơi ha. Qua Halloween rồi mà còn quá trang á mày. Tao coi ơi. Ra đó. Ủa đâu? Không nổi sao vậy chú? Trời quá trang cái gì mà quá trang mày ơi. Bị con Ngọc vợ sắp cưới của nó quýnh bầm dập vậy đó. Trời. Chó chùa. Ủa mà sao chú không can đi? Trời đất ơi, sao can sao nổi mày. Má vợ nó qua quýnh luôn. Cho nên tao đâu dám vô can đâu. Chó chừa cái tội. Tội gì đâu tội. Tội gì cũng hai mày xúi tao đi kìa. Tao không muốn đâu. Mày không biết hả? Mày vô chồng mày làm quá trời luôn, tao có làm gì đâu. Cuối cùng vợ tao quýnh tao. Ủa vợ hai mày đâu? Bỏ đi về Sài Gòn rồi còn nữa. Ủa bỏ đi hả? Còn vợ mày? Vợ tao cũng vậy thôi. Đi về Sài Gòn mất tiêu rồi. Ủa đi về hả? Về ơi. Vậy thôi đợi tao vô tao thay đồ rồi tao dẫn hai mày đi nữa. Đi đâu bây giờ này nữa? Anh chị có quán mới khai trương còn mát mẻ lắm. Cũng nữa cái tội chưa bỏ nữa. Ừ. Không có. Tao tởn rồi. Cái quán sinh tố. Uống cho nó khỏe. Bây giờ ăn hết nổi rồi. Mày tao là không tin rồi đó. Thôi không tin thôi. Nữa. Thôi. Ê, tao đi về đây. Thôi. Hai mày đừng có đi về. Đừng có bỏ tao mà. Trời ơi vợ tao bỏ tao rồi. Hai mày bỏ tao nữa sao được. Ở lại đi. Ở lại với tao. Trời ơi. Vợ tao bỏ tao rồi. Thôi. Tao nữa. Sao tao sống nổi. Thôi vậy. Tại Tuấn. Thôi đừng mà. Hai mày. Mày ở đó mày tự chịu trận đi. Hai tao đi về. Tuấn. Về. Tuấn. Tuấn. Tía hai nó bỏ con rồi tía. Cho nó về đi. Trời ơi có hai bạn thân. Trời tình. Thằng này sắp cưới vợ. Còn hai thằng thì cũng tháng sau cưới vợ. Ba thằng mày đặt đi cà phê mất mẻ. Bởi bị vậy là phải rồi. Có gì đâu đi ủng hộ bà Mai. Bà kêu ủng hộ bà chứ. Sớm viền thì ủng hộ. Bà tía. Gì? Còn hai ngày nữa đám cưới rồi. Cái thân thể con vậy rồi. Con vợ con nó đi mất tiêu rồi sao té? Thì cũng tổ chức đám cưới luôn. Trời ơi sao con làm như gái được? Không, chú rể là tao. Hả? Tao với má vợ mày làm cô dâu. Vậy cũng được hả? Được chứ. Trời đất ơi, bây giờ đám cưới đặt tiệc hết trơn rồi. Thiệp mời hết trơn rồi, không lẽ giờ không đãi? Gì kỳ vậy? Có gì đâu kỳ. Trời ơi, tự nhiên mất vợ còn không. Dạ, nhiều mà. Trời ơi, lắng. Tía dẫn tao vô nấu miếng cháo ăn đi. Thôi, đi vô chổng tao nấu cháo cho ăn. Vô thuốc thuốc con đau quá tía ơi. Ừ. Xuống nổi không? Không. Trời ơi, nãy có hai thằng kêu hai người đó cổng vô được rồi, giờ tao sao cổng vô nổi. Kệ con vô đi. Trời ơi, trời có chân. Ê, có chân. Cuối mùa này cái em nói là mẹ qua cưới em ha. Thiệt không? Hả? À, anh sẽ gắng làm anh mua cho em kéo cưới một tiếng ha. Thiệt nha. Ừ. Dạ chào anh, em là Tú. Dạ em là ông bà đó hồi nãy. Dạ không anh, dạ xin giới thiệu với anh, tôi là Tuấn Nguyễn Văn Tuấn. À, tôi là ông xã của Ni. Trời ơi vậy mà ông ra đây ông lấy người ta, ông lấy ai đây ông lấy? À mình chặt con này. Trời ơi ông lấy cái con nhỏ mà có mỏ đỏ như trái cherry rồi đó hả? Anh Toàn, ông như anh hết với anh Tâm. Ai cũng thương hết, mà không người nào chịu nói hết á. Không có nói làm sao ông biết được. Ông Ni đã bù đắp cho ba anh một cô em gái khác. Dễ thương, xinh đẹp, đáng yêu lắm. Ông Ni đâu có em gái. Em nè. Ủa sao tự nhiên nghe lấy em cái chả trơn trời. Ôi sao anh đợi em gái.